Đội sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú chị. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú chị mình một số lư ha, và cái tủ thờ của chú chị và cái bộ bàn. Giao lưu và báo giá với cô chú chị mình qua số điện thoại em là 0345238512. Thì Lâm Vũ chân thành cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều ha. Đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú chị, đây là một N ha, một N thì em có một cái bộ lư nè, đây là bộ lư xưa luôn của chú chị, có chữ xưa luôn. Ở chiều cao của lư thì em đo như vậy là 80, rất là cao nghe cô chú chị. Còn chiều ngang chỗ hai tay may như thế này á, em đo ngang cô chú chị là 60, rất là dài, là chiều ngang rất là rộng của chú chị. Có còn cái quỳnh bụng như thế này á, là 113 đó cô chú chị, rất là lớn bộ lư luôn đó. Rất là đẹp, đặc biệt thì cô chú anh chị mình xem nước đồng nè, rất là im cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm nhé, ở phía trong vợ dưới cái đế cho cô chú anh chị mình luôn. Những mặt hàng bên lư thì em sẽ bao đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình, nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu ha, đánh nước đồng thì em sẽ đánh luôn, đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình ha. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo như vậy là 55, còn cái mâm thì là 29 của chú chị. Đó. Bộ lư này thì nó rất là lớn nha cô chú chị ơi, nó rất là lớn luôn. Em thì nó gần cái đường xe chạy á, nhiều khi tiếng ồn hơi lớn á, cô chú chị mình thông cảm cho bên em ha. Ở bộ lư này thì cân nặng là 20kg, giao lưu giúp cô chú chị mình là 49 triệu ha. Còn đây là 2N thì em có một cái lư nữa này cô chú chị, cũng là lư xưa luôn. Ở bên em thì rất là nhiều lư mà nhiều kiểu mẫu luôn quý vị, nên cô chú chị mình dễ chọn lựa lắm. Đó, chiều cao của lư thì em đo như vậy là 75. Còn chiều ngang chỗ hai cái đầu như thế này. Ở đây thì song long trùng nguyệt của chú chị, nó hai con rồng hai bên ha. Còn em quay ở phía sau luôn cho cô chú chị mình xem. Những bộ lư như thế này thì đánh nước đồng ra cái màu sáng rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo gì là 57, còn cái mâm thì là 29 cô chú chị. Bộ lư này thì cũng là cân nặng là 20kg, giao lưu với cô chú chị mình là 45 triệu ha. Còn đây là 3N thì em cũng có một cái bộ lư xưa nữa nè, bộ này thì là cũng là chuẩn xưa luôn nghe cô chú chị ơi, nó rất là đẹp luôn bộ này đó cô chú chị mình xem nước đồng nè, nó sáng cái màu rất là đẹp cô chú chị. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 65, còn chiều ngang chỗ hai trái đào như thế này là 45 cô chú chị. Nước đồng thì cô chú anh chị mình xem rồi đó, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm nhé, ở phía trong và dưới cái đế cho cô chú anh chị mình xem luôn cho nó rõ ha. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo gì là 50, còn cái mâm thì là 25 cô chú anh chị. Còn những búp sen thì là búp sen rồi, những búp sen rất là dày dặn luôn cô chú anh chị, rất là dày luôn đó. Bộ lư này của chú anh chị mình xem nè, rất là im, đặc biệt thì nước đồng nghe cô chú anh chị đó. Bộ lư này thì cân nặng là 17kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 17 triệu ha. Còn đây là 4N thì em có một cái bộ lư nữa nè cô chú anh chị. Bộ lư này thì tuổi đời gần đây thôi cô chú chị ơi, có sao thì em sẽ báo chuẩn cho cô chú anh chị mình gì ha, để cho cô chú anh chị mình có thể chọn lựa được phù hợp trong gia đình của mình. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 60, còn chiều ngang chỗ hai trái đào như thế này là 40 cô chú chị.
Bộ lư này thì gần đây thôi nghe cô chú chị ơi, nhưng mà nước đồng thì cô chú chị mà sáng cũng màu rất là đẹp nha cô chú chị. Đó, rất là êm luôn. Còn chiều cao của chương đèn thì em đo như gì là 50, còn cái mâm thì là 25. Đó. Bộ lư này thì cân nặng là 11,5 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 7 triệu ha. Còn đây là 5N, 5N của chú chị. 5N thì em có một cái bộ lư nữa nè, cũng là bộ lư xưa luôn. Bộ này thì bộ xưa nghe của chú chị. Chiều cao của lư thì em đo như vậy là 65, còn chiều ngang chỗ hai cái đầu như thế này là 48 của chú chị. Nó bộ này thì chuẩn xưa luôn. Đó, bộ này thì rất là đẹp nha cô chú chị ơi. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo gì là 50, còn cái mâm thì là 28 cô chú chị. Rất là nặng nè cô chú chị ơi, rất là nặng nè. Rất là dày luôn cô chú chị. Đó, rất là dày dặn kìa. Ở cái tô nè, ở những cái mâm cũng vậy cô chú chị mình xem, dòm rất là đã luôn đó cô chú chị ơi. Rất là êm cô chú chị. Ở bộ lư này thì cân nặng là 20 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 25 triệu ha. Còn đây là 6N thì em có một cái bộ lư nữa nè. Bộ này là cũng là chuẩn xưa luôn. Ở chiều cao của lư thì em đo như gì là 55, còn chiều ngang chỗ hai cái đầu như thế này là 34 của chú chị. Đó, bộ này là cũng là chuẩn xưa luôn, rất là đẹp của chú chị ơi. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo như gì là 38, còn cái mâm thì là 21. Rất là im cô chú chị. Đây. Bên em thì là rất là nhiều lưu cô chú chị, nhiều kiểu mẫu khác nhau để cô chú anh chị mình có thể chọn lựa để phù hợp cho gia đình trong gia đình của mình. Cô chú anh chị mình có tham khảo những bộ lư nào ha, chụp hình lại giúp em. Bên em thì lư nó rất là nhiều cô chú anh chị. Ở bộ lư này thì cân nặng là 10 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu ha. Còn đây là 7N thì em có một cái bộ bàn. Bộ bàn hôm nay cô chú anh chị. Bộ này thì nó gồm có 7 món cô chú anh chị, 6 cái ghế ha và một cái bàn. Chiều cao của ghế thì em đo tới đích ghế là 50, còn cái giữa sau như thế này là 94 cô chú anh chị, còn chiều rộng như thế này là 39, còn chiều ngang thì là 48, còn chiều dày đích ghế là 3 phân. Ghế này là ghế 7 thẻ cô chú anh chị, tay thì tay cuốn ha, chân thì chân đùi ớt. Đó, gỗ thì là gỗ gõ của chú chị, còn ốc này thì ốc Singapore vàng chanh xanh lục, ốc chuẩn ốc của chú chị ơi, ốc rất là đẹp. Cản tích này thì là nho sóc của chú chị. Đây, dạ phía sau đây cô chú chị. Đó, rất là êm luôn. Bộ bàn này thì gồm có 6 cái ghế của chú chị, 6 cái ghế thì đều như nhau. Đó, rất là êm luôn. Nó ghế này thì nó phù hợp nhiều loại bàn của chú chị, bàn vuông, bàn dài và cả là bàn tròn như thế này. Đó, để vô rất là phù hợp luôn của chú chị. Thì bên em thì cũng là giao lưu những cái ghế lẻ như thế này luôn ha. Đó, cô chú chị mình có xài những cái ghế lẻ thì em sẽ giao lưu những cái ghế lẻ như thế này cho cô chú chị mình ha. Còn đây là cái bàn của chú chị, bàn này là bàn con nai ha. Đó, chiều cao của bàn thì em đo như gì là 80, còn chiều rộng của bàn thì là 106, còn từ mặt bàn xuống cái gì mà là một tấc của chú chị. Mặt đá thì mặt đá tàu của chú chị, gỗ cũng là gỗ gõ luôn. Đó, đá tàu, đá văn mây. Ở đá thì cô chú chị mình xem đó, rất là im cô chú chị. Đó, bàn thì bàn cái diệm thì xung quanh được điều cẳng luôn nè cô chú chị. Đó, được điều cẳng luôn nè cô chú chị mình xem nè, rất là đẹp luôn á. Đó, rất là dày dặn cái bàn luôn cô chú chị ơi. Bàn thì bàn một trụ giữa cô chú chị ơi, một trụ giữa xây ha. Chiều dài của con nai như thế này là 45, còn chiều ngang thì là 9 phân cô chú chị. Đó, còn cái trụ lớn như thế này là 22. Đó, chân này chân con nai cô chú chị, ba cái chân nè.
là ba con nai của chú chị, một trụ giữa ha, một trụ giữa xây được, họ xây như thế này đó của chú chị, xây ha, xây được. À, bàn con nai, bàn này thì nó gồm có 7 món của chú chị, 6 cái ghế ha, và một cái bàn tiệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 80 triệu ha. À, cô chú anh chị mình có xài những cái ghế lẻ như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu một cái ha. À, còn đây là 8L, à, 8N cô chú anh chị, 8N thì em có một cái tủ thờ này, tủ này là từ tủ xưa cô chú anh chị. Ở chiều cao của tủ thì em đo như vậy là 136. À, còn chiều ngang của tủ thì là 119. Đó, còn chiều rộng thì em đo trên nắp là 60 cô chú anh chị. Gỗ thì là gỗ gõ của chú anh chị, còn ốc này thì ốc xưa ha. Ốc thì của chú anh chị mình xem cảm nhận được nè. Đó, ốc rất là êm luôn. Đó, tủ này thì gồm có 13 chám của chú anh chị, em sẽ quay từng chám cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rất là êm cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn cái tủ của chú anh chị ơi. Đó, ốc thì cô chú anh chị mình xem nè, tỏi chê luôn. Ốc xưa thì cô chú anh chị mình xem rồi đó. Rất là êm cô chú anh chị. Đó, em vô cái mặt đại hội cho cô chú anh chị mình xem. Đó, ốc rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Đó, còn ở dưới cái quỳ đây. Đó. Cái tủ này thì được đánh bạc ni nghe cô chú anh chị. À, được đánh bạc ni ha. À, cửa thì chỉ mở cửa được có một cánh thôi cô chú anh chị, một cánh thôi. Đó, một cánh này thôi cô chú anh chị. Và ở phía sau đây. Đó, ở phía sau đây cô chú anh chị. Rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm cô chú anh chị. Và tủ này nó đã hoàn chỉnh lại rồi, rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình về chỉ là xài thôi. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình được ở phía trong ha, và phía trên cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Đó, cái tủ này thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, tủ này thì được đánh bạc ni. Ốc thì cô chú anh chị mình xem nè, ốc xưa thì cô chú anh chị mình dòm càng đã cô chú anh chị ơi. Đó, thì cái tủ thờ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 80 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Thì em quay còn những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình chưa rõ chưa kỹ thì hãy kết bạn Zalo bên em ha, để em sẽ hỗ trợ thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những clip mới nhất ha.